Nè ghé cái vườn nè, đạm cá thu mít nè, năm bữa nay là 5 năm rưỡi thu trái xong mới gặp Thuận Thiên. Ê, gần như là không cây nào không xì hả? Gần như là cây không cây nào không xì đấy. Rồi cắt đã đời xong rồi sẽ thấy ai làm lại ông chủ lại cho lên ngọn lại đấy, phải cứ thực tiễn thôi. Nên tôi nói là mấy ông mà bày nông dân mà cắt cái kiểu này đúng là tội đồ của nông dân thiệt. Quét đã à Phúc? Tôi vừa thấp vừa đố đấy, quét đi quét, nếu mà quét được ha, quét được mà đục đẽo được ấy thì đã thấy có sầu riêng 10 năm rồi, 2 năm ấy. Cái này mà tiếp tục như vậy thì đầu năm nay vụ trái nó là xong. Xong cái này 60 mấy cây mà được có bao nhiêu tấn, được bao nhiêu tấn em? Tôi cắt này. Đấy, rồi bây giờ phải giữ ngọn cho lên lại, thấy mệt không? Không cây nào không xì. 65 cây này nó ngoái được bao nhiêu tấn Phúc? 2 tấn mấy hả? Cây 6-7 tấm trái vậy, 6-7 trái vậy. Ghê thì làm với Thuận Thiên được 6 tháng rồi đấy hả? Đúng rồi. Hết xì nè. Đấy, sao nó lành thôi, có gì đâu. Quét cũng được mà không quét cũng được, chủ yếu là thể thay đổi cái pH của đất. Nhưng mà người ta lại suy nghĩ một điều rằng là cải tạo đất đó là làm cho keo đất hoạt động và vi vật phát triển, chứ không phải nghe nâng pH là lấy ba cái tinh vôi rồi lăn nâng lên. Nó khác hoàn toàn. Càng đổ cái vôi chừng nào thì là lại vi vật càng chết chừng đó. Nó khác. Đấy, nghe ví dụ như là nghe mấy giáo sư tiến sĩ nói trên là đất bị thiếu humic rồi lại đưa humic mà humic độc có xấu. Em ghi là nhập của Canada luôn á hả? Canada gì mà có 3 mấy 4 phẩy, nói về bằng tiếng Canada chết luôn. Tội nghiệp người ta. Humic nó phải là 6 mấy. Về nó pha vào cái siêu đạm vào thì nó mới ra như vậy, một bộ đôi hạ gục cây trồng, một tưới tới đâu humic mà tưới tới đâu mà đất nó chặt nó cứng tới đó. Tôi nói đúng không? Chỉ có nông dân thôi, còn mấy ông bán thì mấy ông vô mấy ông nói này kia nó chỉ có nông dân người ta hiểu thôi. Có đúng không? Humic mà tưới tới đâu thì đất nó lại cứng chừng đó. Rồi, đất nó cứng rồi, nó nghẹt rồi, đặc biệt đất sét nữa. Trên đạo hoai nữa thì bắt đầu đạm cá mà pH có 3 mấy. Sao được? Cả nhà biết không, cái đạm cá tôi nói lại thôi, cái đạm cá đó là chúng không nói nó xấu, nhưng mà chúng ta ủ xong là pH nó phải trên 6. 6.5 mới điểm ra xài, nhưng mà sau đó nó sẽ phản ứng đi trách ngược, cái gọi là phản đi trách á, tức là những chất khó tiêu á, xì nè, khô đây nè. Những chất khó tiêu á ở trong cái đạm cá đó, vì cái mạch nó dài lắm. Nó là mạch của humic, humic mà. Thì bắt đầu những cái chất khó tiêu đó nó mới làm cho cái đạm cá pH nó tuột xuống. Đó. À, phản ứng đi trách ngược, cái phản đi trách nghĩa là sao? Nghĩa là giống như là bánh tét bánh chưng chúng ta gói 28 Tết á, thì mùng 1, mùng 2, mùng 3 là ăn là ngon lành. Nhưng mà qua để mùng 4, mùng 5 nó sống ngược lại vậy đó, mà cây trồng đâu biết nói vô đâu. Bón vô rồi nó kéo tuột pH xuống, rồi nó bị ngộ độc hữu cơ cộng với lại cái siêu đạm trong có humic nữa. Đấy, một cái làm chặt đất, một cái làm ngộ độc hữu cơ, và cái siêu đạm thì nó đốt còn hơn là ure nữa, nên đất nó mới cứng như vậy đó. Chứ tại sao bón humic mà đất cứng, tưới chỗ nào là cứng chỗ đó, đúng không nông dân? Đấy nè, đâu có cần phải đục đẽo khoét gì đâu, càng đục càng đẽo càng khoét càng đổ hóa chất càng chết. Nếu mà làm được thì đã có vườn sầu riêng trên 10 năm rồi, tại vì cái phương pháp này nó đã được chích nữa chứ, bao nhiêu năm mà có được đâu. Nếu có được thì chúng ta đã thấy có những vườn sầu riêng trên 10 năm rồi, đúng không? Ngọn xong này thấy sai lầm nè, bây giờ mới cho lên lại nè, chứ bây giờ tới đây cành đâu thu. Tới đây có mấy 3.5 mét vậy, vài năm nữa cành đâu thu. Cắt đau cắt đớn luôn. Đứng đi qua đi lại cho cả nhà thấy. Trên 90% xì mũ. Không xì mũ thì không tới Thuận Thiên đâu. Đâu có cần. Nó bị là bị từ cái gan. Mà chúng ta cứ đi giải quyết một nhọt sao hết được.
mà đục mà đẽo mà khoét mà chích mà quét. Rồi mấy ông bày là đổ hóa chất xuống nữa, đổ đi rồi còn dọn nhanh hơn nữa đấy. Và tôi nói lại đó, bằng chứng đấy nè, nè quá khứ xì nè, khô lại rồi nè, xì nè. Đến bây giờ mà vẫn còn đen nè, đặc trưng của humic và đạm cá này. Nên cái canh đạm cá đó đổ ra mà hay lắm nha. Vừa rồi tôi đo trong vườn nông dân ấy, lắc lên á, đo trên là 5.5 nha, mà lắc lên á thì nó còn có 3.5. Hay vậy á, làm sao hay vậy á. Nó xì nè. Nên mùa này thì xì với Thuận Thiên làm nhất là nhanh khô, chỉ có vàng lá thối rễ thì nó tùy theo cấp độ mà lâu thôi. Xì nè, gần như cây nào cũng bị đấy. Mới thu có 1 năm mà được có 6-7 trái, 65 cây được 2 tấn mấy gì đó. Đây 5.5 đây, bây giờ là tháng 12 là 5.5 đây nè, quá khứ nè, xì nè, khô lại nè. Đâu có cần phải đục đẽo, nó bị từ đất mà chúng ta thay đổi môi trường và chúng ta phải đưa các cái chất nó đi vào bên trong, nó nâng cái pH, thì pH của đất nó thấp thì pH của cây nó cũng thấp à, thì cái nấm phi tốt này là càng phát triển. Rồi cái đục đẽo quét thì đâu có giải quyết nè, xì nè. Sắp tới đi cập nhật một loạt à, cái vườn này thì khô rồi, nhưng mà sắp tới sẽ cập nhật một loạt các cái vườn ấy, từ vườn Vũng Liêm cho tới Đạ Hoai cập nhật lại cho đặc trưng nè. Như nhung luôn, nó xanh rêu thì còn đỡ, nó chuyển màu đen là biết rồi. Chuẩn bị nè, xì nè. Thấy không? Nè, xì nè. Càng cắt chừng nào đỉnh sinh trưởng càng mắc, nội sinh cây càng kém, càng xì. Nông dân bây giờ là tự thôi mà, Tự trải nghiệm thôi. Tôi nói cái đụng chạm cái bắt đầu chửi, chứ thật sự nông dân họ nghe là đúng luôn. Ai cắt rồi thì biết. Xì nè. Giờ nó khô hết rồi nè. Ôi giời ơi, cái vườn này gần như 100%. Đấy. Nên cứ thu 2 năm, thu 3 năm là lên đường 2 năm. Nên đâu có vườn nào mà quá 10 năm đâu mà. Đó. Mà đục, mà đẻo, mà chích. Đấy, có cái vườn nào không? Có cái ông nào không? Cái ông nào bán hóa chất mà dám nói là đục đẽo khoét chích mà hết không? Dám không? Dám nói không? Tôi cho người giám sát bỏ